Ford Ranger XL 2023 giảm giá lên tới vài chục triệu đồng. Chào mừng mọi người đến với cộng đồng xe Ford nha. Hiện tại giờ tháng 2 năm 2023 thì Ford Ranger có nhiều chương trình rất là hấp dẫn, và đây là phiên bản Ford Ranger XL 2 cộng. Dòng xe có thể nói là đi nông trại, đi rẫy hoặc là đi công trình, rất là cơ động nha. Hai cầu số sàn, động cơ dầu nha mọi người. Động cơ XL năm nay cũng trang bị động cơ mới, có turbo tăng áp nha. Đây, hộp số 6 cấp, động cơ 2.0. Phía bên trong xe thì nhìn rất là hoành tráng nha. Màn hình trung tâm đặt dọc, đây chế độ gài hai cầu nhanh, hai cầu chậm luôn ha, có khóa vi sai. Hiện tại giờ ngân hàng hỗ trợ vay 80%, vay tối đa từ 3 tới 8 năm, bỏ ra khoảng tầm 200 triệu là quý khách hàng có thể sở hữu chiếc Ford Ranger XL này rồi. Quý anh chị có quan tâm tới dòng xe XL thì hãy liên hệ với Trang để được báo giá và tư vấn cụ thể nha. Xin chào mọi người.